Rồi, chào các bạn. Thì hôm trước mình đã có video review để unbox hai sản phẩm, đó chính là chiếc Xiaomi Mi 11 và chiếc Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với video review chi tiết chiếc Xiaomi Redmi Note 10 Pro mình đang cầm trên tay đây ha. Đây là một chiếc flagship, có thể gọi là flagship của Redmi. Tại vì nhà Redmi trong Xiaomi thì gồm có Mi và Redmi ha. Thì Redmi là chuyên làm những chiếc điện thoại ở tầm trung giá rẻ, và những dòng Redmi Note còn mang lại hiệu năng trên giá thành cực kỳ tốt ha. Và thế hệ mới nhất ở đây á chính là chiếc Redmi Note 10 Pro này. Thì bản trên tay của mình là một bản gọi là bản sample đó các bạn. Thì nó có dung lượng RAM chỉ có 6GB thôi ha các bạn. Còn phiên bản bán ở Việt Nam chính thức á thì sẽ có dung lượng RAM là 8GB. Nó nói luôn cho các bạn cái này trước, cho nên có thể là điểm benchmark của phiên bản này của mình có thể trên lệch chút so với phiên bản gốc mà các bạn mua. Nhưng nếu các bạn hài lòng với điểm benchmark cũng như là hiệu năng của chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay đây, thì mình nghĩ là với phiên bản 8GB chắc chắn là bạn cũng sẽ hài lòng thôi, và thậm chí là mọi thứ nó cũng sẽ đều nâng lên một bậc mới ha. Thì đối với hệ hoàn Android thì như các bạn cũng đã biết á, là RAM càng nhiều càng tốt, đúng không? Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết review sản phẩm này ha. Đầu tiên chúng ta sẽ nhắc về vẻ bên ngoài trước. Thì cả hai mặt của chiếc Xiaomi Redmi Note 10 Pro đều được làm bằng kính ha, sử dụng kính cường lực của Gorilla Glass rất là cao cấp. Tuy là vẫn bám vân tay, thì tất nhiên là kính nào cũng sẽ bám vân tay thôi, nhưng mà cho cảm giác cầm rất là sang trọng, thoải mái. Không như những cái đời Redmi Note trước. Những cái đời Redmi Note trước á, thì mặt lưng thường được làm bằng nhôm. Thì cái mặt nhôm này á, nó sẽ rất là dễ trầy xước ha, rất dễ trầy xước. Mặc dù là nó chống bám vân tay, nhưng mà các bạn để lên bàn các bạn cũng sẽ không an tâm. Thì mặt kính Gorilla Glass này là một cải tiến rất là lớn trên một dòng sản phẩm tầm trung, làm cho máy trở nên cao cấp hơn, đẹp hơn. Thì cái này thì vẻ đẹp á là tùy theo cảm hứng của mỗi người ha. Còn mình thì mình theo như cá nhân mình thấy á thì nó sẽ đẹp hơn. Cụm camera ở đây cũng khá là lớn ha, nó cũng kích thước của nó thì cũng tương đồng với một số mẫu điện thoại hiện tại thôi, nhưng mà bạn thấy là nó chồng lên đến thêm một lớp nữa. Và cụm cam này theo cá nhân mình thấy nha là thiết kế đẹp hơn cụm cam trên Mi 11. Cụm cam trên Mi 11 thì nó hơi tròn tròn một chút, còn cụm cam này nó thiết kế vuông vức trông đẹp hơn, sắp xếp những cái cụm camera này cũng trông rất là đẹp, rất là hay ha. Mặt lưng thì sẽ gồm có một số cái công bố và một cái tiêu chuẩn ở đây ha, và dòng chữ Redmi để khẳng định đây là chiếc Xiaomi Redmi. Thì với những cái nhà sản xuất điện thoại trong năm nay á, theo mình thấy thì xu hướng sản xuất camera điện thoại đó chính là họ sản xuất camera điện thoại để tạo ra một cái gọi là signature đó các bạn, nó là một cái dấu hiệu để các bạn có thể nhìn vào chiếc điện thoại, các bạn hãy nhận ra ngay đó là chiếc điện thoại gì. Ví dụ như các bạn để ý chiếc S21 Ultra hoặc là S21 Ultra 5G thì cái cụm camera của nó cũng rất là đặc biệt ha, bạn nhìn vào bạn có thể nhận ra ngay. Mi 11 cũng thế, Vivo cũng thế, Oppo cũng thế, và bây giờ Xiaomi cũng thế luôn. Đây chúng ta có thể nhìn cụm cam này, mình nghĩ là chúng ta có thể nhận ra được đây là cụm cam của Redmi Note 10 Pro ngay lập tức. Rồi, về phần viền á thì Xiaomi mình thấy nha, nếu so với các thế hệ trước thì phần viền hông của Xiaomi đã được tinh chỉnh bóp nhỏ lại rất là nhiều ha, so với những cái thế hệ trước rồi, nên cầm máy rất là nhẹ và thoải mái. Nó rất là bám tay ha, mình cầm nó dễ, không có bị trơn tuột quá nhiều. Ngoài ra thì phần viền này mình nghĩ là được làm bằng nhựa bóng các bạn ạ, và cái cạnh trên á với cái cạnh dưới thì được làm được ốp một cái lớp nhựa nhám. Thì chúng ta sẽ có hai cụm loa, là một cụm loa trên, một cụm loa dưới ở đây để phát ra âm thanh stereo ha. Ở dưới thì có một cụm Type-C, một lỗ mic. Phía trên á có một cái cổng RF để các bạn tinh chỉnh remote á, các bạn dùng làm remote để tinh chỉnh ví dụ máy lạnh hoặc là TV. Ngoài ra thì vẫn còn jack 3.5 nữa các bạn, chúng ta sẽ không cần phải chuyển từ Type-C qua 3.5, các bạn có thể cắm thẳng tai nghe 3.5 vào và sử dụng bình thường. Ngoài ra thì có thêm một cái lỗ mic thứ hai trên này. Cạnh bên trái á thì gần như không có gì ngoài cái khe SIM thôi. Và điểm mà mình thích nhất ở đây á đó chính là cái khe SIM này, để mình mở ra cho các bạn xem nha. Đây thì cái điểm mà mình rất thích ở những chiếc điện thoại tầm trung nha, mà mình không hiểu tại sao những dòng điện thoại cao cấp á họ lại không có, đó chính là cái này nè. Đây. Đây, đó chính là khe SIM riêng và khe thẻ nhớ riêng các bạn ạ. Có lẽ là đối với nhiều người thì một chiếc điện thoại với dung lượng 64GB là có thể là nhiều khi là dư thừa lắm rồi. Và các bạn sẽ không cần phải dùng thêm dung lượng nữa. Nhưng đối với cá nhân mình á thì mình lưu trữ khá là nhiều thứ trên điện thoại. Thì theo như mình thấy nha, khi mà bạn có hai chiếc SIM riêng như thế này, ví dụ như mình á thì mình thường sử dụng một SIM chính, một SIM làm SIM 4G và là SIM phụ. Sau đó mình sử dụng thêm một cái thẻ nhớ nữa. Thì đối với những con như là S20 Plus đây của mình đây thì nó sử dụng cái khe thẻ nhớ, cái khe SIM và thẻ nhớ combo, nghĩa là nó sẽ chỉ có một SIM và một khe vừa gắn SIM vừa gắn thẻ nhớ. Thì như vậy khi mà bạn sử dụng hai SIM á thì các bạn lại không thể nào mở rộng dung lượng được. Đó là một điểm mình thấy là điểm trừ. Tuy là mình không thể trách được những chiếc điện thoại flagship vì họ đang cố làm cho nó
nhỏ gọn nhất á, thì thường thường khe sim này họ sẽ thu gọn là như vậy. Nhưng mà đối với mình thấy á, thì mình nghĩ là đây là một cái khe sim hoàn hảo hơn, nó sẽ mở rộng được cái khả năng nâng cấp của người dùng. Thì đây là một điểm cộng tiếp theo cho Redmi Note 10 Pro. Bên cạnh bên tay phải á, thì sẽ có một cái nút nguồn tích hợp vân tay và một nút tăng giảm âm lượng. Thì nút nguồn tích hợp vân tay thì nó sẽ làm nhám, nó sẽ nhìn rất là khác biệt so với nguyên cái phần bên tay phải của chiếc điện thoại ha. Do cái nút âm lượng thì nó sẽ làm theo kiểu đen bóng, hệt như là cái khung. Còn phần cảm biến vân tay thì nó sẽ làm đen nhám để tích hợp vân tay vào đây. Và cái cảm biến vân tay này cũng cực kỳ nhạy nha các bạn. Đây, các bạn xem, mình sẽ chạm tay và mở khóa cho bạn xem ha. Đây, chỉ cần chạm nhẹ một cái. Đây, các bạn thấy không, nó đã mở ra rồi. Mình sẽ làm lại cho bạn xem ha. Đó, rất là nhanh gọn. Nhưng mà mình vẫn, cá nhân mình á, như những video trước, nếu mà các bạn xem những video trước mà mình review á, thì mình, cá nhân mình không thích những cái cảm biến vân tay trên nút nguồn này. Tại vì khi mà các bạn cầm điện thoại như thế này, bạn thường xuyên chạm cho nó sẽ rung rất là nhiều ha, rất là khó chịu ha. Và hồi nó sẽ khóa máy lại, các bạn sẽ phải sử dụng cử chỉ hoặc là sử dụng vẽ hình hoặc là nhập mật khẩu để đăng nhập lại. Thì nó sẽ hơi phiền phức một chút. Mình nghĩ là vân tay sau lưng hoặc là vân tay trên màn hình á, nó sẽ làm một cái điểm cộng tốt hơn. Mặc dù là vân tay trên màn hình thì vẫn còn hơi chậm, nhưng mà thật sự là nó cũng hay hơn là vân tay trên cái cạnh nút nguồn này. Rồi, tiếp theo là về phần màn hình. Thì Redmi Note 10 Pro vẫn sử dụng màn hình Full HD cộng độ phân giải là 1080x2400. Kích thước màn hình là 6,67 inch. Thì đây là một cái kích thước màn hình khá là tiêu chuẩn so với những mẫu điện thoại hiện tại. Thì tất cả những mẫu điện thoại tầm cùng tầm giá thì đều có kích thước và độ phân giải tương tự như thế này. Và sử dụng màn hình AMOLED ha, thì nó là một điểm cộng so với những dòng màn hình tầm trung. Thường thường dòng Redmi Note á, thì thường sẽ sử dụng màn hình IPS. Trước giờ là sử dụng màn hình IPS chứ ít khi được sử dụng màn hình AMOLED, cho nên đây là một cải tiến rất là lớn. Vì thực sự là màn hình AMOLED trên chiếc điện thoại này trông rất là đẹp ha, các bạn nhìn vào các bạn sẽ thấy. Mình không biết là nhìn qua màn hình các bạn có thể nhận ra hay không, nhưng mà đối với mình ha, mình nhìn mắt vào đây á, thì cái góc nhìn rất là rộng, màu sắc nó rất là tươi và rất là rõ ràng ở từng cái mảng một, nên nhìn cái máy điện thoại rất là cao cấp và rất là đẹp. Và một điểm nữa mà mình thấy nha, thì chung ra ở tầm giá của chiếc Redmi Note 10 Pro này, thì đa số những điện thoại đều thiết kế chung như thế, nhưng mà mình nghĩ là mình vẫn nên chê, để sau này có lẽ là các nhà sản xuất họ sẽ tiếp tục phát triển lên để tăng cái khả năng thiết kế này. Đó chính là cái phần viền màn hình này, các bạn thấy không, thì thật sự nha, nó không có dày như các bạn tưởng, nhưng mà nó có thêm một cái lớp viền đen nhô ra như thế này. Sau đó bên dưới á, cái phần viền khung á, nó lại bị lồi ra thêm một đoạn nữa, làm cho cái viền màn hình tổng thể á, các bạn nhìn xa vào á, nó rất là dày ha. Mặc dù thực tế thì viền màn hình không dày đến mức đó, cho nên mình nghĩ đây là một điểm dừng, tại vì nó làm cho cái viền màn hình trông khá là dày ha. Mà mình nghĩ hồi trước á, mình xài một con tên là Mi Mix 2, thì con Mi Mix 2 nó ra mắt từ hồi năm 2017 rồi các bạn, mà đến bây giờ là năm 2021 rồi, nghĩa là khoảng tầm 4 năm rồi mà nó vẫn chưa cải thiện được cái vấn đề là viền màn hình quá dày như thế này, thì mình nghĩ là nó không phải là một cái gì đó hay lắm. Thì bây giờ về cấu hình á, thì thật sự là chiếc điện thoại này cấu hình nó cũng không có gì đặc biệt cả, nó chỉ ở mức tầm trung bình thôi. Đó chính là sử dụng Snapdragon 732G, đây là một mẫu mới nhất được tinh chỉnh lại từ 730G ha. Dung lượng 6GB như mình đã nói trước, thì đây bản demo của mình chỉ có 6GB RAM thôi. Còn bản mà được bán chính thức ở Việt Nam á, theo như mình thấy trên nó di động là 8GB RAM ha. Chỉ có bản Redmi Note 10 thường á, thì mới lại sử dụng 6GB RAM. Đây, như các bạn đã thấy, mình đang thử với tựa game Genshin Impact ha. Đây là một trong những tựa game đang có thể gọi là có cấu hình và đồ họa nặng nhất trong những cái game mobile hiện tại. Thì nếu như chiếc máy Redmi Note 10 Pro này có thể chơi được mượt và tốt tựa game này ở mức setting 60fps ha, thì mình nghĩ là hầu hết những cái tựa game hiện tại nổi tiếng như là Liên Minh Tốc Chiến hay là Liên Quân Mobile đều có thể chiến tốt được ha. Thì đây, trong cài đặt mình đang để hình ảnh âm thanh là tầm trung bình, mình chỉnh bóng xuống thấp, các cái hiệu ứng khác đều để ở mức thấp thôi để cho đạt được FPS cao nhất. Tốc độ khung hình mình đã để lên tới 60 rồi ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chơi thử một chút cho các bạn xem ha. Đó, các bạn có thể xem qua và có thể thấy là cơ bản là chơi được khá ổn ha. Đôi khi sẽ có một chút tình trạng drop FPS, nhưng mà cơ bản là tổng thể vẫn chơi được và tình trạng drop FPS cũng không quá nhiều.
Và đây là thời lượng pin sau khi mình chơi Genshin Impact được khoảng 1 tiếng đồng hồ ha. Đây là khoảng thời gian màu cam ở trên màn hình sẽ đánh dấu khoảng thời gian mà mình chơi Genshin Impact. Đây là mình khoảng thời gian trước đó mình chơi. Thì mình chơi từ khoảng 15 giờ đến 16 giờ ha, là khoảng 1 tiếng đồng hồ. Và dung lượng pin giảm xuống từ khoảng 75% xuống còn khoảng tầm 50 mấy đến gần 60% ha. Nghĩa là nó sẽ giảm khoảng tầm hơn 15% thôi. Và với pin pin 5020mAh thì mình nghĩ là đối với những cái tựa game này các bạn sẽ không cần phải lo lắng bất cứ điều gì về việc hết pin nhanh hay là pin yếu, pin kém gì cả ha. Màn hình 120Hz, bộ nhớ là 128GB các bạn. Cho nên cho tốc độ rất là nhanh. Đây mình đã benchmark thử tốc độ ở trên phần mềm AnTuTu. Sử dụng bộ nhớ OFS 2.2 cho tốc độ rất là cao ha, tốc độ sequence, tốc độ tuần tự đọc cho đến lên đến 515Mbps/giây. Tốc độ ghi tuần tự lên đến 265Mbps/giây và tốc độ random là 141 và 92Mbps/giây, nghĩa là tốc độ rất là cao, mang lại độ mượt mà cho hệ thống của chúng ta. Và điểm benchmark AnTuTu tổng thể là 238.606 điểm. Đây, các bạn có thể vào xem điểm chi tiết là điểm CPU, GPU. Đây là một mức điểm khá là cao ha, so với mức trung bình hiện tại, cho nên mình nghĩ là các bạn có thể sử dụng chiếc điện thoại này thoải mái trong thời gian tới, không cần phải sợ là nâng cấp các phần mềm hay là các bạn lỗi thời quá nhanh. Các bạn có thể sử dụng trong vòng mình nghĩ là khoảng tầm 2 năm nữa vẫn có thể ok. Và điểm mạnh của chiếc Redmi Note 10 Pro này chính là màn hình 120Hz, nghĩa là màn hình 120Hz đã dần dần á, nó ra từ ở mức độ những chiếc điện thoại flagship cao cấp, sau đó giờ dần đến xuống những chiếc điện thoại tầm trung như thế này. Thì ngày xưa á, cao lắm nha, thì mình nghĩ là ở tầm trung này thì nó sẽ chỉ có màn hình 90Hz là nhiều thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sở hữu được màn hình AMOLED mà còn 120Hz nữa ở trên tầm giá 7.6 triệu cho phiên bản 8GB, thì mình nghĩ là đây là một món hời khá là nhiều. Thì hiện tại á, Thế Giới Di Động đang bán chiếc Redmi Note 10 Pro này với giá là 7.690.000 các bạn, là phiên bản 8GB á. Thì ngoài ra còn được giảm ngay 4%, 400.000 và được trả góp nữa. Nên các bạn có thể tranh thủ để tận hưởng những cái ưu đãi này từ Thế Giới Di Động ha, hoặc là những bất cứ cửa hàng nào các bạn tìm ra có giá tốt hơn. Ngoài ra nha, ở tầm giá rẻ này thì mình còn có một cái điểm đánh giá rất là cao về chiếc Redmi Note 10 Pro này, đó chính là cụm camera của nó. Thì ở tầm giá này nhưng lại có một cụm camera với bộ tứ camera và có một camera lên tới 108MP ha các bạn. Đây là một cải tiến rất là lớn. Độ phân giải của ống kính này đã đạt đến ngang tầm với lại những dòng sản phẩm flagship đến từ Xiaomi rồi, hay là những cái hãng điện thoại khác. Thì đây mình đã chụp một vài tấm ảnh cho các bạn xem với rất là nhiều chế độ ha. Thì đầu tiên chính là một tấm ảnh chụp ở góc độ bình thường, bầu trời ha. Đây, hai tấm ảnh mình chụp ở góc độ bầu trời. Thì các bạn đã thấy là nó chụp giữ chi tiết rất là tốt ha, mình zoom lên rất là nhiều. Như này, những cái chi tiết của mây bầu trời á, lúc mà mình chụp thì mình nhớ là cái chi tiết bầu trời này như mình sử dụng mắt thường mình cũng có thể nhìn thấy rõ như thế này. Thì AI của Xiaomi á đã vẽ lại những cái đám mây này cho nó nhìn thấy được rõ hơn rất là nhiều so với thực tế. Đây là một điểm cộng rất là lớn ha, do nó đã cải thiện rất nhiều trong AI. Đây là mình test thử một cái tấm chụp hình trong điều kiện ánh sáng vừa trong nhà. Thì đây các bạn thấy cái ly nước của mình trông rất là sáng rồi rõ ha, màu cam nó cũng được giữ ở màu gốc, nó không có bị tô điểm quá nhiều cái màu sắc khi mà chụp hình ở trong điều kiện thiếu sáng một chút. Tiếp theo là để mình sẽ chụp một cái tòa nhà theo từng ống kính của nó ha, nó có khả năng zoom từ 0.6x là góc rộng, 1x là góc bình thường, 2x, 5x và tối đa là 10x. Thì mình nghĩ là khả năng zoom 10x là một khả năng zoom khá là tốt ở cái tầm giá này rồi. Thì đây chính là ống kính 0.6x, tiếp theo là 1x, tiếp theo là 2x, đây là 5x, giờ thấy rõ tòa nhà rồi, và đây là 10x. Rồi, sau đó đến một đoạn video mà mình quay với độ phân giải là 4K 30fps ha, và khả năng chống rung của nó. Ok các bạn ơi, đây là video chống rung ha, dùng camera 1x, không có gì đặc biệt cả. Chống rung hả? Rô, nhưng mà nó vẫn rung. À, chống được cái đó không? Đó, các bạn thấy thì mình nhìn qua màn hình của chiếc Redmi Note 10 Pro á, thì màu sắc có vẻ như là nó hơi bị rực lên, các bạn để ý màu cỏ xanh á, thực tế là màu cỏ xanh ở ngoài này không có được như thế này đâu, nhưng mình thấy trên video thì các bạn màu nó rực hơn rất là nhiều so với ngoài đời thực tế ha. Và cái màu xanh lá của cái tòa nhà xa đằng kia á, nó cũng sẽ không màu xanh như thế đâu, mà trên video thì nó khá là tươi, nó đã chỉnh màu tươi lên một chút, như là màu đỏ của căn chung cư này cũng thế.
Và điểm mà mình thấy đặc biệt nhất đó chính là chiếc điện thoại này nó không sử dụng camera telephoto nữa. Mình thấy một năm trước á thì cái trào lưu camera telephoto chụp xa như là 30x, 50x, 100x đó đang rất là thịnh hành ha. Và trong năm nay á thì họ lại đến một cái công nghệ mới, đó chính là camera super macro các bạn ạ. Thì mình thấy đây là một điểm rất là tốt ha, tại vì mình thấy camera telephoto á thật sự là nó không ứng dụng được quá nhiều. Và những tấm ảnh chụp ra từ level từ 50x đến 100x á, thậm chí là số điện thoại là chỉ cần 30x thôi là ảnh rất là mờ rồi, các bạn sẽ không thể nào sử dụng nó cho bất cứ cái nhu cầu nào cả. Còn cái chức năng Super Macro này lại là một chức năng cực kỳ hay. Đây, mình đã chụp một số ảnh tấm ảnh bằng chức năng chụp bình thường và chụp Super Macro ha. Thì đây là chiếc quần jean của mình đang mặc ở đây nè. Thì đây, các bạn thấy nó đây là ống kính chụp bình thường. Và khi mà chụp Macro á thì đây, các bạn thấy nó sẽ chụp được từng thớ vải ở trong cái quần jean luôn. Đây là một cái ống giấy nè các bạn, một cái ống giấy bình thường thôi. Thì mắt ngoài các bạn nhìn vào các bạn chỉ thấy nó là một cuộn giấy bình thường, không có gì cả. Nhưng khi các bạn nhìn sâu vào bằng chế độ Super Macro, các bạn thấy được những cái sợi, thấy không? Các bạn thấy được những cái sợi rất là kỳ lạ ở bên trong đó. Nó giống như một cái kính hiển vi ở cấp độ thấp vậy á, các bạn có thể sử dụng rất là nhiều thứ ở đây. Mình hay chụp được một tấm ảnh con kiến luôn nè các bạn có thấy nó chụp một tấm ảnh con kiến rất là rõ ràng, rất là to như thế này. Đây là một chức năng cực kỳ hay, các bạn có thể chụp thế giới động vật như những cái video các bạn hay xem trên những cái kênh truyền hình ngày xưa như VTV2 đó. Đây, và những cái bông hoa mình nói ngoài đời á, các bạn nhìn mắt thường nhiều khi các bạn còn chưa thấy được cái bông hoa nhỏ xíu hay nữa. Nó nằm trong một cái bãi cỏ rất là rộng lớn ha, mà mình chụp nó rất là rõ ràng như thế này, ảnh lên rất là đẹp. Cho nên đây là một chức năng thực sự rất là hay và có thể ứng dụng được thực tế rất là nhiều. Rồi, đây là một tấm ảnh để mô tả chế độ khi mà mình mở và tắt HDR ha. Đây là tấm ảnh không có HDR, các bạn có thể nhìn thấy ở phía dưới là nếu không có HDR thì cái phần ở phía dưới cái mái tôn này nó sẽ rất là tối. Còn khi mình mở HDR lên nó sẽ cân bằng sáng lại và phần dưới mái tôn nó sẽ rất là sáng, nên nó vẫn giữ được chi tiết khá là tốt. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh giá về phần cụm loa, cụm loa stereo của chiếc Redmi Note 10 này. Thì ở tầm trung các bạn, mình nói trước là các bạn không nên mong đợi quá nhiều về những cái cụm loa trên những chiếc điện thoại tầm trung này, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng phải đạt ở mức độ tốt nhất định ha, không có thể là quá tệ được. Mình sẽ sử dụng một số bài nhạc trong SoundCloud ha các bạn. Đây, mình sẽ sử dụng một cái bài nhạc nào đấy không có bản quyền ha, để cho nó dễ. Các bạn có thể thấy là nó vẫn còn một chút rè khi mà mở mát âm lượng, nhưng mà chung ra thì các dãy âm cũng khá là ổn rồi. Thì âm bass của nó khá là kém, nhưng mà thật sự đối với một số chiếc điện thoại như thế này với cụm loa rất bé thì các bạn không nên mong đợi quá nhiều về dãy bass. Âm của chiếc loa này thật sự cũng đã tốt hơn rất là nhiều so với những thế hệ Redmi Note thế hệ trước rồi. Nghĩa là bình thường thì nó chỉ chống điếc thôi, nhưng mà bây giờ nghe có vẻ ổn hơn rất là nhiều rồi ha. Qua cái bài video vừa rồi thì mình nhấn lại một số điểm ha. Thì những điểm cải thiện trên chiếc Redmi Note 10 Pro này đó chính là thứ nhất điểm lớn nhất luôn nha mà mình muốn nói là cụm camera này thật sự là cải thiện rất là nhiều về cả chất lượng chụp ảnh, chất lượng quay phim, cũng như là các cái chức năng được tích hợp trên những dòng điện thoại flagship cao cấp của Xiaomi cũng như là những hãng khác đã được đưa xuống Redmi Note 10 này với giá chỉ 7.600.000 thôi mà các bạn có thể sở hữu được những cái công nghệ camera rất là cao cấp. Thứ hai là màn hình AMOLED với refresh rate đến 120Hz, màu sắc đẹp và các bạn có thể chơi game thoải mái 120Hz, mang lại trải nghiệm chơi game rất tốt cũng như là trải nghiệm sử dụng máy, các bạn thấy không, rất là mượt mà. Con chip Snapdragon 732G có thể giúp bạn sử dụng trong một khoảng thời gian rất là dài trong tương lai ha, với hiệu năng rất là ổn. Các bạn có thể chơi hầu hết các tựa game như mình hồi nãy mình đã chơi tựa game Genshin Impact cho các bạn xem đó. Ngoài ra thì về thiết kế thì mình còn chê một điểm nhỏ, đó chính là cái phần viền màn hình á thì nó vẫn còn chồng đến 3 lớp, cho nên trông nó rất là dày hơn so với thực tế khá nhiều. Thì mình mong là trong những thế hệ tiếp theo á thì họ có thể cải thiện cái phần này để nhìn chiếc điện thoại của chúng ta có thể cao cấp hơn một chút. Rồi, và với chiếc điện thoại chỉ 7.600.000 thôi thì mình nghĩ là đó là điểm yếu, đó có thể gọi là chấp nhận được. Và những cái điểm mạnh của nó rất là đáng tiền trong thời điểm hiện tại. Các bạn nếu mà đang tìm kiếm những chiếc điện thoại giá tốt trong tầm giá khoảng 7-8 triệu đồng á thì mình nghĩ đây là một lựa chọn cực kỳ tốt. Các bạn có thể tự tin lựa chọn chiếc Xiaomi Redmi Note 10 Pro này. Các bạn còn câu hỏi gì thì các bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ sử dụng thêm và mình sẽ comment ở bên dưới để trả lời các bạn ha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.